được chỉ mình tôi ngồi, dấu trong tiếng cười ngấn lệ thoáng qua hồn, để rồi ngưng cung đàn cuối, khách về khách âm tình đôi, tôi về tôi sống đêm dài, sống qua mấy vạn mối tình giữa đời, có khi ngỡ mình đã gặp thấy duyên rồi, nào ngờ khi tan mùa cưới, âm thầm tôi bước lẻ loi đi vào mơ ước mà thôi. Tắt nến cho môi còn mơ, màu chút cho đầy mặt trời, đời hoang vỡ trang thư, chuyện mình bằng giá tâm tư, lòng nào không thấy nguôi nhớ, có ai đốt sạch lá vàng cuối trời để con én mộng sớm về xóa u hoài, lệ mừng rưng rưng mình nói, ai là em gái lòng ơi, bao giờ em đến cùng tôi, lệ mừng rưng rưng mình nói, ai là em gái lòng ơi, bao giờ em đến. Chỉ mình tôi buồn, dấu trong tiếng cười ngấn lệ thoáng qua hồn, để rồi ngưng cung đàn cuối, khách về khách ngắm tình đôi, tôi về tôi sống đêm dài, qua mấy vạn mối tình giữa đời, có khi ngỡ mình đã gặp thấy duyên rồi, nào ngờ khi tan mùa cưới, âm thầm tôi bước lẻ loi đi vào mơ ước mà thôi. Chiếc áo em đan ngày xưa sống với tôi trọn mấy mùa, vì không gian dối tâm tư tựa đầu lưng quan bơ vơ, một lần yêu bao lần nhớ, đốt sạch lá vàng cuối trời để con én mộng sớm về xóa u hoài, chỉ diềm cơn đau trầm tới, muôn đời tôi vẫn lẻ loi đi vào thương tiếc mà thôi. Chỉ riêng cơn đau trầm tới mua.
muôn đời tôi vẫn lẻ loi đi vào thương tiếc mà thôi. Giao Linh xin được chào Quốc Hiển và Trung Hiếu. Đây là một cái bài hát mà Giao Linh cũng rất là thích, bởi vì Giao Linh đã nghe Chí Linh hát rất là nhiều lần từ thập niên 1970. Hôm nay các em diễn kể bài hát này rất là hay. Quốc Hiển có một cái giọng ca mạnh, rất là mạnh, và cái giọng ca này đó là một cái giọng ca rất là hiếm quý, phải không anh Châu? Hát mạnh lắm. Nhưng mà Giao Linh cần lưu ý Quốc Hiển là có cái nhiều nốt đó, Quốc Hiển hát chưa có đúng. Thành ra khi hát lại bài này, Hiển nên nghe những người mà hát chung với mình, chẳng hạn như Trung Hiếu. Trung Hiếu hát rất là đúng, thì có những cái nốt mà Hiển cần phải sửa thì cái giọng ca của Hiển rất là hoàn hảo. Giao Linh chúc mừng Hiển. Còn về Trung Hiếu thì đây là một tiếng hát nữa, lại khen nữa. Giao Linh không có chê được cái chỗ nào hết. Hồi nãy muốn tìm cái khuyết điểm của mấy em để mà nói, mà ý kiến, nhưng mà tìm hoài cũng không ra. Tôi cũng xin được tiếp lời của ca sĩ Giao Linh và cũng có một vài lời góp ý cùng các em. Thì mở đầu cái câu mà có vậy đó, hình như là em. Có ai biết được chỉ mình tôi thôi. Phát âm nó cũng chưa có tròn ra cái chữ có. Còn cái giọng hát á, thì có cái giọng hát đó nhưng chưa có mềm được, vì hình như là em còn thiếu cái chất ngân nga của nó đó, mà em chỉ làm tròn được cái phần trình diễn của mình mà thôi. Còn cái giọng Trung Hiếu á, giọng tốt, giọng rất tốt, phát âm cái lời cũng như giọng hát mềm hơn, nhả chữ cũng tốt hơn, có cố gắng nhả lời đẹp hơn. Xin chúc hai em cố gắng hơn và thành công hơn. Xin chào hai em. Hai bậc tiền bối khen các em, nhưng mà thật ra chị không có khen. Hôm nay Quốc Hiển á, nói về cái cách hát thì chị lại thích cách hát này hơn là cách hát của Trung Hiếu. Tại vì cái bài hát mình có thể đặc tả tình cảm, cái sự uất hận, cái sự buồn bã của cá tính mình. Cho nên chúng ta cũng nói thật là cũng không cần phải mượt mà gì trong này, mà chỉ cần là cần các em cái thật, cái rất đời. Có ai biết được chỉ mình tôi buồn. Các em có quyền. Có thể anh này anh đang say rượu, anh buồn, anh gào thét lên như thế này nè. Còn anh kia đang buồn kiểu là buồn không có say rượu. Có ai biết được chỉ mình tôi buồn. Có ai biết được chỉ mình tôi buồn. Đúng không? Còn kia không có. Có ai biết được chỉ mình tôi buồn. Như vậy. Có ai biết được chỉ mình tôi buồn. Con xin lỗi chú. Con vẫn thích hát của em Quốc Hiển hơn. Còn trong quá trình các em thi, các em có những cái phân tâm, các em có những cái rung, cho nên có những nốt các em hát hơi bị chinh hơn cái giai điệu chút xíu. Còn rõ ràng về Trung Hiếu, em rất an toàn khi em hát, em không tạo một cái riêng cho mình. Nếu như hát như em thì nhiều người hát được lắm. Cách hát như Quốc Hiển thì tìm hơi khó. Tại sao mà lối hát của Quốc Hiển mà khó hát không? Tại vì dạ, cái chinh cái phô khó lắm. Hát chinh hát phô, dạ, thiệt sự mà nói rất là khó hát. Mà nếu hát mà cho ra một bài hát như là Trung Hiếu thì lại đối với Giao Linh đó, rất là khó. Thì giữa hai người này, Giao Linh đứng cửa giữa, thì nếu mình lại là ca sĩ thì nên hát một bài hát mà cho nó hoàn hảo như Trung Hiếu. Tôi cũng góp ý thêm như thế này nè. Với nghệ thuật thì nó là vô biên, mỗi một người thích một kiểu, thấy không? Chẳng hạn cô Đông Đào thì thích kiểu này, nhưng tôi thì thích kiểu kia. Vì nó là nghệ thuật mà, nó không đâu có điểm dừng đâu. Mà cái vấn đề nhận xét này trên vấn đề mặt nghệ thuật thì tôi cũng xin nói là theo tôi thì tôi thích giọng này. Đó, giọng của Trung Hiếu
vậy thôi. Con thích hai giọng hát này hết, nhưng con nói phong cách diễn. Cái cách diễn về cái phong cách hát, về cách thể hiện cái đặc tả tình cảm mình ở cách xử lý bài hát đó, con thích cái phong cách của Quốc Hiển. Còn cái về cái giai điệu là Trung Hiếu hát đúng hơn, hát tốt hơn. Trong lượt giáp đấu này, một Mai Quốc Hiển với giọng ca được danh ca Giao Linh đánh giá là quý hiếm và khiến cho ca sĩ Đông Đào lên tiếng tranh luận là ý kiến của nhạc sĩ Hàng Châu bởi sự bản năng trong cách thể hiện. Cái giọng ca này đó là một cái giọng ca rất là hiếm quý, phải không anh Châu? Có cái giọng hát đó nhưng chưa có mềm được. Con xin lỗi chú, con vẫn thích cách hát của em Quốc Hiển hơn. Cô Đông Đào thì thích kiểu này, nhưng tôi thì thích kiểu kia. Hay một Phan Trung Hiếu sở hữu chiếc giọng hay, được nhạc sĩ Hàng Châu đánh giá cao về kỹ thuật, nhưng cách trình diễn lại quá an toàn đối với ca sĩ Đông Đào. Tôi thích giọng của Trung Hiếu. Trung Hiếu, em không tạo một cái riêng cho mình. Nếu mình đã là ca sĩ nên hát cho nó hoàn hảo như Trung Hiếu. Nếu như hát như em thì nhiều người hát được lắm. Ai sẽ giành được cơ hội đến với vòng chung kết? Và xin chúc mừng. Phần thi của em thì riêng một mình em thì em rất là tự tin, nhưng mà trong khi cuộc thi của phần thi của bạn em cũng rất là tuyệt, cho nên thưa quý vị, bước vào chủ đề thương phận má hồng thì tôi lại nghĩ ngay đến thí sinh Quốc Hiển, bởi anh chàng này đến với Bolero rất là tình cờ bằng sự đăng ký của người vợ mình, một bóng hồng luôn ở bên cạnh anh cả cuộc đời. Và người sẽ thi cùng cụm đề tài với thí sinh Quốc Hiển, cô gái đã bén duyên với cổ nhạc. Và bây giờ đây, cô quay lại để nối tiếp tình yêu của mình với dòng nhạc trữ tình quê hương Bolero. Đó chính là thí sinh Kim Anh. Và chúng ta hãy cùng chờ xem phần thể hiện. Làm phong ba đến tận bao giờ, để cành hoa tan nát dưới trời mưa. Đôi chân lê bước thương đau, đi trong da buốt canh thô, phần má hồng nàng gánh một lần ra đi xót xa vô vàn. Đời đầy trông gai biết đâu niềm thương. Ôi bao nhiêu nỗi oan khiên mang trên thân gái cô đơn, phần má hồng một kiếp chuân chuyền. Như đã dâng đầy biển khơi.
tiếc cho em trong cuộc đời làm người. Ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi. Người đời vô tình dốc nát thân em, người đời vô tình giày xéo thân em, người đời vô tình giết chết đời em. Em ơi, em ơi, trong đèn màu mờ mờ, sau những cơn say thấy hồn mình vẫn bơ vơ. Và từng đêm về lòng có cô đơn, và từng đêm về hồn có đau thương, và từng đêm về lệ có nơi vơi. Ta tiếc cho em, ta tiếc cho em, nhìn em trong lòng mọi người quay cuồng theo tiếng nhạc đưa. Nhìn em tay nâng ly rượu, môi cười mà lệ như rơi, môi cười mà lệ như rơi. Trong xót xa đưa theo từng ngày lạnh lùng. Em hỡi em ơi, mai này đời sẽ ra sao? Từng mùa xuân buồn lòng có cô đơn, từng mùa đông lạnh tình có xa xăm. Người đời vô tình em sẽ về đâu? Quay cuồng theo tiếng nhạc đưa. Nhìn em tay nâng ly rượu, môi cười mà lệ như rơi, môi cười mà lệ như rơi. Trong xót xa đưa theo từng ngày lạnh lùng. Em hỡi em ơi, mai này đời sẽ ra sao? Từng mùa xuân buồn lòng có cô đơn, từng mùa đông lạnh tình vẫn xa xăm. Người đời vô tình em sẽ về đâu? Từng mùa xuân buồn lòng có cô đơn, từng mùa đông lạnh hồn vẫn xa xăm. Người đời vô tình. Hiện thì đến với cuộc thi là chỉ vì vợ lỡ đăng ký thôi đúng không anh? Nhưng mà khi lên sân khấu rồi là sẽ hết mình vì Bolero, vì khán giả. Bà xã của Hiển thấy được cái khả năng của Hiển, nhiều lần khuyên Hiển lắm. Anh đi thi chương trình này đi anh, anh đi thi chương trình nọ đi. Chắc bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời nhận xét từ những vị khách mời, những ban giám khảo chuyên môn. Đầu tiên là bài Phận Má Hồng. Anh cũng xin thú thật luôn là đây là lần đầu tiên anh nghe bài hát này. Nó, đối với anh nó lạ ghê lắm. Tuy nhiên bây giờ anh vẫn đắn đo là cái chữ mà để cành hoa tan nát dưới trời mưa, thì cái chữ tan nát đó, không biết sao mà anh nghe nó cứ, anh thấy nó hơi ngược ngược tai với cái hòa thanh mà đang đệm ở đấy. Cái lúc mà em bị đánh ghen ý, mình té xuống một cái, sao em đứng lên mình hát thì anh thấy cái chữ tan nát, mình anh tưởng là giống như điện tự nhiên nó bị mạnh lên cái, nó lóe lên rồi hơi phô phô, xong vào cái nốt này nữa nó không đi vào hòa thanh. Thì anh nghe nó
tranh như vậy, nhưng mà đến anh thấy nguyên cả bài em đều hát đúng như thế luôn. Thực sự là anh thấy là cái phần bài của em á, cũng nằm vào cái trường hợp là nghe cũng được mà không nghe cũng được. Làm sao? Nghe theo kiểu mà tùy tâm á. Tùy tâm là 50-50, sao cũng được hết. Nghe cũng được. Cái sự nhấn nhá ở trong bài hát nó chưa có. Cái tính nghệ sĩ ở trong bài hát này nó cũng chưa thấy. Em thiếu mất cái điểm nhấn đó, cho nên cái bài hát nó cũng trôi qua với anh. Phần của Quốc Hiển thì anh lại thấy hay hơn. Mặc dù anh Hiển lại rơi vào một cái trường hợp mà như anh nói với các bạn lúc đầu á, khi mà anh bước ra là anh Hiển không phải là người đẹp trai đó. Nhưng mà khi anh Hiển hát thì làm anh lôi cuốn hơn. Ở anh có một cái gì đấy rất là phóng khoáng ở trong cái cách hát. Thôi hết rồi, chừng đó thôi. Nhung có nghe qua cô Dô Linh hát thì Nhung hiểu cái bài hát này. Nhưng mà khi Nhung nghe Kim Anh hát, thật sự nha, Nhung không có hiểu, Nhung không có nghe rõ chữ á. Thật, nó bị phô phô, nó cứ chênh như thế nào á. Cái bài hát này thấy như vậy nhưng mà nó rất là khó. Tại vì những dòng trước á, giám khảo cũng nói mình hát rất là rõ lời. Nhưng mà cái dòng này cũng không biết là có phải là do mình có hai đêm liền mình không ngủ được á, rồi nó ảnh hưởng tới cái tiếng hay không. Có thể là cái bài nó cũng lạ cho nên chị Phi Nhung nghe nó lạ cho nên giống như nó chưa có hiểu rõ cái lời liền ngay lúc đó. Quốc Hiển thì giọng mạnh nha, đẹp ha, nhìn là thấy rất là ngầu. Cái chiều sâu nhấn nhá thì em nghĩ là anh Hiển hát theo cái cảm giác thôi, chứ chưa có cái sự nhấn nhá trong cái bài hát này. Và có một hai chữ câu đầu vô, anh vô một cái giống như là điệp khúc, xong bắt đầu anh vô lại cái điệp khúc. Ta tiếc cho em, anh làm giật mình luôn. Ta tiếc cho em, ta tiếc cho em, nhìn em trong lòng mọi người. Bây giờ là chứ ta mạnh quá. Thì anh cố gắng mai mốt mình hát thì mình tập trung nhiều hơn một tí. Thì chị nói gì cũng đúng, bởi vì cái cuộc thi này là cuộc thi solo bolero. Mà trong một bài hát như vậy, có thể là mỗi người mỗi cách nghe thôi. Thì Hiển nhấn nhá, Hiển nhiều khi sợ nhấn nhá nhiều thì lại sợ. Nói chung khi bước chân lên lý thi á, mình lại sợ đủ thứ. Nhấn nhá nhiều lại nói ồ làm quá trong cái bài thi. Cho nên mình hạn chế lại những cái tiết tấu đó. Thì chị Phi Nhung nói gì cũng đúng, nhiều khi mình hạn chế quá. Họa Mi thì thấy là cái bài hát mà Kim Anh hát thì Họa Mi cũng mới được nghe lần đầu thôi, nhưng mà vì giống như mình nghe một cái cảm tính âm nhạc, mình nghe một cái bài, thí dụ như mình nghe nó suông hay là nó phô, không phô tự nhiên nó có trong cái đầu, có đúng không? Quang Linh chắc cũng nghĩ như Họa Mi tại vì chưa có được nghe bài này. Nhưng mà thí dụ mình nghe nó có một cái gì nó hơi trắc trở hay là nó có cái gì nó không có hợp, thì ra em hát nó không có khớp với cái nhạc lắm. Tất nhiên là cái cao độ đó nó có hơi có gì đó nó hơi khác, thành ra là nó chưa có được hoàn hảo. Tại vì mình cũng vừa đi làm rồi không có nhiều cái thời gian để tập bài hát, cho nên những cái chỗ mà cần nhấn nhá cho hay á, thì mình không có làm được cái điều đó. Nếu có thời gian tập nhiều hơn, mình nghĩ thì mình sẽ làm tốt hơn. Quốc Hiển thì giọng của em rất là nam tính, phải gọi là nam tính đó. Tự vì con người em bước ra thì Hòa My cũng thấy rằng em có một cái gì đó nó khác người. Giống như anh Quang Linh nói rằng lạ lắm, cho nên rằng cái giọng em bước ra thì em đã lạ rồi. Và em hát thì cái giọng em rất là khỏe, và em rất hợp với lại nhạc tình ca, em rất là hợp. Nhưng có một cái là có một hai chỗ, một hai cái chữ đó em hát bị hơi cao hơn cái cao độ. Như là ta tiếc cho em, ta tiếc cho em, như vậy ta tiếc cho em, nghĩa là em bị hơi cao chữ tiếc. Ta tiếc cho em, ta tiếc cho em, nhìn em trong lòng mọi người. Cũng như là em ơi em ơi, em hát em ơi em ơi, đã nó bị cao hơn. Em ơi sông đèn màu mờ mờ. Nhưng có cái câu chót là em lại đúng, là người đời vô tình em sẽ về đâu, chữ sẽ em hát rất đúng. Người đời vô tình em sẽ về. Thành ra nếu mà em coi lại những cái chữ đó thì cái giọng em rất là hoàn hảo, cái giọng em rất hay, rất tốt. Lúc mà Hiển được
thông báo là Hiển được lọt vô vòng chung kết cuộc thi solo cùng Bolero này thì cảm giác nó rất là vui mừng và không biết nói gì hết, rất là phấn khích và cảm thấy mình y như là được một cái gì đó trong cuộc đời. Nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có dây leo kín rào. Nhà anh cuối con đường ngoài ô, vách thưa đèn dầu thấp, gió lùa vào từng đêm. Tuổi em cũng như hoa mới nở, vạn người thầm mong đường đưa đón chân em. Xô xa anh còn trắng tay hoài, sách đèn nở chưa dừng nên lần đần chuân chuyên. Đôi ta đứa đầu dòng cuối dòng, bao nhiêu cánh chờ mình em ơi. Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, muốn ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi cầm nín hoài. Chiều nào pháo bay đầy trướng ngõ, ta từ thơ ngây giáng hoa đi lấy chồng. Đường xưa bóng bây giờ buồn tênh, mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ. Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn gì đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn gì đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ. Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn gì đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ. Cho ta trăm nghìn chung rượu đông, đừng một lời nào mãi mỉa cho nhau. Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lâu, cho mang mang, cho mang mang đến tột đỉnh sầu. Này uống đi em một chén buồn cay đắng, cho ta cười trong nỗi xót xa đưa. Rót nữa đi em rót đầy ly càng, say dùng ta, say dùng ta như từ thuở bao giờ. Em cứ lên ngôi đi,
xin đừng run và đừng sợ, bởi ta say, bởi ta say nên thần tượng cũng lu mờ. Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú trong âm vang, trong âm vang vang dậy sóng sông hồ. Giót nửa đi em rồi mãi về xứ lạ, để mình ta buồn cho heo hát tiếng gan. Hết thật rồi sao, thôi ta xin tự ta. Cuộc tình này rồi cũng đến giờ giang. Này, này uống đi em một giọt sâu ly biệt, cho ta về trong nỗi xót xa đưa. Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết, bơi sông dài ta còn mãi lên đây. Bơi sông dài ta còn mãi lên rất là thích cái phong cách của Quốc Hiện hát. Cái nét đẹp nó lạ lắm, nó độc lắm. Cái nét nó làm sao khó tả lắm. Cái diễn xuất của anh thì phải nói là nó như là một cái tâm trạng của một người say. Bây giờ mà nói những cái nét phô ra thì như người say thì cũng hay hát phô lắm, chứ không thể nào mà hát chuẩn được. Lần này thì Hiện có vẻ là mình ít có rung hơn lần trước. Lên sân khấu thì chất giọng thì không bằng lần trước, nhưng mà rất là tự tin. Ý như là mình hát ở ngoài đời vậy thôi, chứ mình không có bao giờ nghĩ đây là cuộc thi. Anh Trương Đông, giọng thì rất đẹp đó. Phi Nhung rất là thích cái giọng của anh. Nhưng mà cách trình diễn, cách hát thì nó chưa có chắc. Và cái bài hát Yêu Một Mình anh diễn giống như là anh cũng hát một mình anh nghe thôi. Chứ còn bạn diễn của anh đứng bên kia, đi đâu anh cũng không biết luôn. Đó, anh hát như kiểu là anh yêu em, nhưng mà nếu em không chịu anh thì em cứ đi đi đó. À, kiểu đó, đuổi đi luôn đúng không? Nếu mà mình đứng ở dưới á thì mình là thoải mái hơn. Đứng ở trên á nó trông trên với lại nhìn á, đâm ra cũng hơi sợ sợ. Mới có một thời gian ngắn trở lại mà nhìn hai bạn thấy khác đi. Từ cái cách mà em không mặc cái quần jean nữa mà em mặc nguyên một bộ đồ như này cho em nghệ sĩ hơn. Còn Đông thì đi ra, anh nhìn Đông trẻ đi, phải 10 tuổi. Số trước mà khi Đông bước ra là xém tí nữa anh gọi Đông bằng chú. À, Phương Thanh cũng có nghe chú Giang Tử hát rất là nhiều và chất giọng của Đông là giống. Nhưng mà Phương Thanh thắc mắc là Đông có hát thường xuyên không? Từ đó giờ có hát thường xuyên không? Chỉ có sinh hoạt trong nhà thờ gần 20 năm thôi, chứ không có hát ở ngoài bao giờ. Đông hát chưa thật sự là nhập tâm với bài hát, chưa thật sự hay thường xuyên hát. Để cho cái bản lĩnh, cái rung của trong bản thân mình phải mất đi thì lúc đó Đông mới hay được. Nếu mà muốn hát nhẹ nhàng ngọt trở lại đó thì bây giờ về nhà nói chuyện với vợ một cách nhẹ nhàng, từ tốn thì Đông sẽ hát hay hơn nhiều. Khổ lắm chị ạ, nói vậy nó quen rồi, nhiều khi nói nhỏ nhẹ quá cái nghĩ ông này không có vấn đề. Thì chắc chắn là vì nếu mà sau này mình đã theo cái nghề của ba mình mà đi ra xã hội nó khác ở trong nhà, đâm ra là dĩ nhiên cái cách ăn nói mình nó phải khác hơn. Cái chất giọng của Hiển thu hút mọi người, bởi vì Hiển hát rất là có tình, nhưng phải control cái tình đó lại một chút xíu. Đàn ông phải có lúc say và lúc tỉnh thế mới điều khiển được phụ nữ. Muốn khán giả say mê hết tất cả mọi thứ, mình phải là người tỉnh đầu tiên. Xin được cảm ơn những nhận xét từ ban giám khảo. Bài thánh ca đó
còn nhớ không em? Đố em năm nào chúng mình có nhau, lòng lanh sao trời đẹp thêm môi mắt, áo trắng em bay tựa cánh thiên thần, giọt môi hôn dưới thắm chuông ngân, cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang sông đêm lạnh bài ca Thiên Chúa, khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng, ôi giọng hát em mến mang buồn. Rồi mùa giá buốt cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu sắc pháo bay sâu, lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần con nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua miền giáo đường dấu yêu, tiếng thanh ca ngày xưa vang đêm tối. Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn, đêm thanh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Tiếng thanh ca ngày xưa vang đêm tối, nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn, đêm thanh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Hiện tới cuộc thi này, bản thân Hiển thấy một cái sự thay đổi rõ lắm. Ngày trước thì mình không quen một trường lớp, thích thì hát, thích bài nào hát bài đó. Nhưng mà hồi đó chỉ là hát chơi thôi. Thì bởi vì từ chỗ mà mình đi thi á, rung lắm, cái ngày đầu tiên rất là rung. Nhưng mà dần dần cái sự rung đó nó biến mất, và ngày hôm nay cái dòng này Hiển hát bài Thánh Ca Buồn thì không có một chút nào rung cả. Hiển thấy ở đây sân khấu rất là đẹp và hoành tráng. Tự nhiên làm chị Hiển chợt nhớ lại những cái mùa Giáng sinh trước. Mình thấy không khí như là mới hôm nào mình với lại người yêu mình còn đang ở tại cái nhà thờ đó. Mà hôm nay lại như là Hiển tới một mình. Rồi cái cảm xúc của Hiển, cảm giác rất là thật. Thưa quý vị, như đã hứa là trong tập trước chị Phương Thanh có nói là nếu như mà anh còn bước tiếp vào vòng trong thì chị sẽ làm ban giám khảo tiếp, để xem anh say và tỉnh như thế nào. Xin mời chị nhận xét đầu tiên ạ. Phương Thanh xin chào, chào quý vị và xin kính chúc quý vị một mùa đông hạnh phúc, vui vẻ. Bài Thánh Ca Buồn, Hiển hát bị lạng. Ở những cái bài trước á, tính theo cái cảm xúc say của bài hát thì nó hợp lý. Nhưng mà ở đây thì cái cách ngắt hơi của Hiển nó bị ngắt ngang. Chưa có cái gì riêng của Hiển hết. Và Hiển đang hát theo một cái cách hát người ta đã hát rồi. Bởi vì mỗi một bài hát sẽ có một cách xử lý. Hiển vẫn còn say. Bài trước nó chậm, bài này nó nhanh hơn. Cái phong thái của Hiển trên sân khấu với bài hát này rất là đáng yêu. Nhưng đi sát ra đây, đừng đứng trong nhiều. Quay vào, xoay một vòng nhưng phải xoay cái mặt ra ngay. Hát gọn lại một xíu nữa, tha thiết một xíu nữa sẽ tuyệt vời hơn. Cảm ơn Hiển rất là nhiều. Hôm nay thì Hiển thật sự không có hài lòng về cái giọng hát của mình. Bởi vì cuốn Hồng của Hiển là cách đó mấy đêm thì vui với bạn và có hát hò nhiều quá, cho nên bây giờ nó vẫn còn ảnh hưởng. Chị Phương Thanh, chị cứ nói hát giống người nào đó. Tôi thì tôi thấy hơi giống bản thân của Phương Thanh. Thì nói tên ra luôn đi. Đàm Minh Hưng. À, đó. Ngay cả cái trang phục em mặc cũng có một cái khăn nè. Thôi quen lắm. Qua nhiều tuần á, thì em là rơi vào cái trường hợp mà đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt đi. Có nghĩa em đi vòng sao em lại quay về đúng cái chỗ cũ. Ở những tập trước thì tôi thấy có cái dấu ấn riêng của em, còn hôm nay thì không thấy. Nếu mà em còn đi tiếp là em phải suy nghĩ. Cảm ơn em đã lắng nghe tôi nói. Cảm ơn.
Bây giờ trước tiên là phải chỉnh lại cái khăn cho Nhung nè, cái cao cái thấp. Cái này là chị Nhung không biết về thời trang rồi. À vậy đó hả, thời trang. Thường thường người ta ít khi đeo hai khăn nó bằng nhau lắm. À vậy và đó một hả? Bên cao bên thấp mục đích là làm gì biết không? Cái này phải hỏi tôi rõ lắm nè. Rồi hỏi. Mục đích là để cảm giác là kéo người nó dài ra. Anh Giang á. À vậy đó hả? Anh Giang thích nhìn. Vậy là em không biết. Ok. Mà có thấy dài ra không? Cũng vậy, không có gì á. Tôi vậy à. Nhung nghĩ là chắc là Hiển phải về tập thêm. Tại vì cái bài hát này và trở lại với con người bình thường của Hiển thì Hiển không có một cái gì đặc biệt cho Hiển hết. Chúc Giáng sinh vui vẻ. Hiển cảm thấy mình làm được cái gì đúng thì ban giám khảo nói đúng. Mình đã làm sai thì ban giám khảo nói sai. Mình thấy rất là công tâm. Thank you.
Hôm nay nhìn em rất là đẹp. Đó là về mặt ngoại hình. Còn bây giờ thì cái giọng hát của em thì chắc em bị run hay là như thế nào em nhỉ? Dạ, con sốt mấy bữa nay với lại con. À, hèn chi chị thấy là nó có cái phần khác hơn cái tập vừa rồi. Nhưng mà ở đây chị Nhung cần em chú tâm và khắc phục nhiều hơn nữa là những cái nốt thấp của em. Em phải coi chừng, tại vì xuống cái nốt thấp em bị nó không có rõ và nó bị đứt hơi. Với ở đây Nhung cần em là cái độ ngân của em nhiều hơn nữa. Còn lên cao thì là em lên rất là đẹp, rất là rõ chữ. Còn Tiết Nhung thì khẩu hình của con không có mở, nó bị cứng. Nhìn trời mưa đổ bắt đầu đi xuống là con hát con không có tập trung nữa, con bị đuối hơi. Nhìn trời mưa đổ thấy đau bút cơn u hoài, tình là hoa nở thắm tươi đốt những rồi phai. Hơi run một chút nên hoàn thành bài hát chưa tốt lắm. Ở dưới sân khấu là đã rung rồi, cho nên lên sân khấu hát không được tốt lắm. Hai đứa con rất là xinh, rất là đẹp trên sân khấu, còn trẻ nhưng mà đã yêu mến bolero. Đây là một điều rất là tuyệt vời, bởi vì các bạn rất là văn minh, rất là hiện đại mà các bạn vẫn tha thiết với dòng nhạc bolero bằng một tinh thần mới. Hai tụi con đều có hai cái chất giọng rất là tốt, nhưng mà hát còn cứng. Muốn mềm mại và hay hơn nữa thì phải có thời gian. Như vậy đối với cô Phương Thanh Lực, tụi con quá là tuyệt vời rồi, quá là ngưỡng mộ tụi con rồi. Lúc mà Mạnh Nguyên bước ra, ủa cái thí sinh này lần trước có thi không nhỉ? Xong đây cho tự nhiên đâu ra cậu đẹp trai như này, khác lạ nhỉ? Rất là khác lạ. Phong cách thì em đã tiến bộ rất là nhiều rồi, ngoại hình mọi thứ, nhưng mà em nên nhớ là em vẫn cho khán giả thấy một cái gì đó là em vẫn còn sự nhút nhát. Em bị lộ nhất cái sự ngắn hơi của em ở trong cái câu cuối cùng. Thay vì em cố gắng em ngân thêm một tí nữa, mà chỉ cách là trước đấy em lấy hơi đi. Trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kiếp nào. Trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kiếp nào. Trong thời gian Nguyên đi Nguyên thi solo cùng Bolero năm 2017 thì công việc của Nguyên cũng vẫn đi hát bình thường như mỗi ngày. Mưu sinh mà, mình phải đi làm. Rồi cách một ngày, cách hai ngày thi thì mình có thể nghỉ hai ngày để mình dưỡng giọng thi nó tốt hơn. Nhung thì vẫn là một cô bé hát Bolero ngọt ngào rất là hay. Em có một cái nhược điểm đấy là em cái mở khẩu hình của em là em phải tập nhiều vào. Tại vì nếu không thì cái cách em hát em sẽ bị dính chữ và không nghe được từ. Em sẽ khắc phục cái khuyết điểm của mình và sẽ cố gắng tự tin hát hay và làm thật tốt ca khúc của mình. Nếu được vào vòng trong. Bước chân rong ruổi để tìm về với Bolero của một chàng trai vốn đã theo cổ nhạc, hay bước chân của bà mẹ đơn thân đến từ Tây Nguyên mà hành trang mang theo để bước vào cuộc thi chỉ vỏn vẹn có một tình yêu với âm nhạc, để rồi một hôm ngồi lại tựa vào song cửa để mặc cho những thương nhớ cứ thế ùa về, có nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ mẹ và nhớ cả một người đã từng là tất cả của nỗi nhớ. Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao em ngập ngừng. Nhà tôi đơn côi mời em ở lại, kể chuyện tha phương chưa lần phải nhớ thương. Mang tâm sự từ thôi, thiếu đôi tay mềm biến nơi đâu mà tìm. Nhiều khi yêu tư tựa sóng cửa nhỏ, nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe lạnh vào.
khác biệt, chỉ vui đêm nay chưa với tâm tình của hai chúng mình. Một lần trong đời em nói thương tôi tiếng ngọt trên đầu môi. Này ban đêm nay hơi, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười. Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của với tâm tình của hai chúng mình. Một lần trong đời em nói thương tôi tiếng ngọt trên đầu môi. Này ban đêm nay hơi, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười. Còn tôi đêm đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của lại những phút vui.
khi mà Long và Đam Sang cất tiếng hát lên đối phương Thanh, đó là một sự thu hút. Ít ai cất giọng hát lên được vỗ tay liền đâu các bạn, cho nên đó là một sự lợi thế rất là tốt. Nhưng các bạn đã không giữ vững được cái điều đó tới cuối bài. Một bài hát hay, tuyệt vời hay không do người trình bày tới giây phút cuối cùng, và Đam Sang đã đánh rơi luôn giây phút cuối cùng bằng cách em lấy hơi không kịp ba chữ cuối. Cái đó rất, tụi chị tiếc lắm á San. Bản thân mình biết là mình cũng bị trật nhịp một chút, tại vì có thể là lúc đó mình hơi run, thành ra chia câu không được tốt, lấy hơi không được tốt. Tụi chị ngồi đây không phải là để chê tụi em, mà tụi chị phải canh me những cái khuyết điểm của tụi em để mà tụi chị có thể nói trúng, để tụi em còn sửa đổi vào trong vòng sau còn kịp. Thì Long ở cái điều này Long ổn hơn Đam San. Nhưng mà khi bắt đầu Long lên cao một cái, bắt đầu thả xuống câu bình thường, bắt đầu Long cũng bị lạc. Có một phần nào đó, đó tâm lý mình lên đó, ở dưới đất thì mình còn điều khiển được cái làn hơi. Lên lên đó cái nhiều lúc thì nó không có điều khiển được cái làn hơi, nên là nó hơi bị lạc cái xíu. Tôi thấy em chọn một cái bài Đêm Tâm Sự, là một cái bài ngay cái tên của nó thôi là đã thấy cả một trời tâm sự trong này rồi. Mà cái cách em thể hiện tạm an toàn thôi, cho nó chưa lột tả được những cái hay của cái trong cái bài này. Bên Sam, anh thấy cái bài vừa rồi 4 phút thì em giỏi lắm, em chỉ giữ được khoảng độ 30 giây đầu tiên thôi. Cho nên là ca sĩ khi đi hát người ta cũng vậy, người ta cẩn thận lắm. Người ta sẽ dựng cái đoạn đầu mình hát với tính cách như nào, rồi điệp khúc mình hát ra làm sao, mình để nhấn nhá vào chỗ nào. Còn không thôi nó sẽ trôi tuột mất tất cả mọi cái cảm xúc mà mình gây dựng lên. Đợt trước em hát cái bài Chuyện Tình La Lan thì chị nghe nó cũng có cái nhiều cái nốt phô lắm á, nhưng mà nó cũng đỡ hơn. Nhưng mà hôm nay thì cái bài Đèn Khuya, khi lên điệp khúc thì em lên nó bị gằn quá. Nhưng mà ở đây cái đặc biệt của em là giọng của em rất mạnh, rất tốt, rất khỏe. Nhưng mà cái câu bỏ nhỏ rồi những cái nốt xuống, em không có giữ vững được cái hơi của em. Mưa ơi mưa ơi, con nhớ thương hoài, nhớ khi mẹ lo sớm chiều, nhớ nụ cười khi nương. Thường thì tập thì mình hát tốt hơn, nhưng mà đi lên sân khấu thì cái áp lực ở phía dưới, khán giả rồi ban giám khảo, mình chưa có được quen lắm. Hoài Long, chị biết là em hát ca cổ rất hay, mà em phải nên nhớ là ca cổ là người ta cần cái giọng mạnh, nhưng mà về tân nhạc thì cần cái giọng nó có lên và xuống. Ở đây em hát nguyên bài giống như em trả bài vậy, nhấn nhá em cũng không có. Em chỉ có hay nhất là cái giọng cao của em mà mạnh thôi. Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm này, chưa với tâm tình của hai chúng mình. Em phải cần phải học thêm rất là nhiều. Chúc mừng em, chúc mừng hai bạn. Thưa quý vị, chúng ta vừa đi qua phần dự thi của 8 thí sinh đầu tiên, và cũng là đi qua chừng ấy những câu chuyện tình. Có hợp tan, có dằn vặt, và có cả những vị tha. Chúng ta hãy cùng nghe hai thí sinh tiếp theo viết tiếp mạch cảm xúc ấy. Nguyên Trung, chàng nhân viên văn phòng với vẻ ngoài đầy lãng tử, bằng một sáng tác của nhạc sĩ Tú Nhi, ca khúc Xin Vẫy Tay Chào. Và Quỳnh Trang, thiên thần bolero, với ca khúc Không Bao Giờ Quên Anh, sáng tác Hoàng Trang. Một lần này nữa mai mình xa rồi, lời nào người nói đi rồi chia ly. Mộng tình hai đứa tan từ đây rồi, mình một mình bước đêm lẻ loi, nghẹn ngào lòng xót xa tình ban đầu. Lời nào còn nữa đâu mà cho nhau, giờ
thì hai đứa xin vẫy tay chào. Đừng hỏi gì nữa khơi lòng đau. Nhớ hay thương mình cũng xa rồi, biết khi nào mình chung đôi. Một người buồn cuối xa phương trời, người nhỏ lệ từng đêm đơn côi. Đoạn đường nào đó ta đã yêu người, đoạn đường nào đó ai đã yêu ta. Giờ thì hai đứa không còn đón đời, tình mình đã chết thôi từ đây. Buồn cuối xa phương trời, người nhỏ lệ từng đến đơn côi. Đoạn đường nào đó ta đã yêu người, đoạn đường nào đó ai đã yêu ta. Giờ thì hai đứa không còn đó, mình đã chết thôi từ đây. Tình mình đã chết thôi từ đây. Lòng tôi trao anh, ngày nào đã quen nhau, vì chung hướng đời mình trót trao nhau nụ cười. Và tình yêu đó tôi đem em trong tim, dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình. Tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên anh. Cho đến hôm nay với nức nở nghe nào, mình mềm lòng xa nhau. Còn đâu những đêm anh dìu tôi lối về buồn kể nghe chuyện đời. Tình mình này chiến như lá úa thu rơi, đường chân mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Ngỡ ngàng trong đêm trường tôi chưa vơi niềm xuân vừa tròn. Xa nhau mấy người không buồn không nhớ, xót xa cho tình yêu.
đợi em trọn đời. Nhưng nay hết rồi, hai người hai lối lúc đêm buồn không ai. Tôi gói yêu thương xin trao trả ân tình về người tôi yêu mến. Đừng thương tiếc chi anh, chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc. Trung á, em có một cái sắc diện rất là lãng tử, mái tóc dài, cái kiểu dáng đứng chị rất là thích. Và khi em hát á, em có tình cảm, nhưng mà cái cách hát của em nó không có gom tụ được cái câu hát và cái cảm xúc lại với nhau, cho nên cái sự hấp dẫn của bài hát hoàn toàn là không có thể liền mạch được. Còn về Quỳnh Trang, Không Bao Giờ Quên Anh, Phương Thanh biết là bài này rất là khó, lời rất là nhiều, liên tục như vậy nó sẽ rất là mệt để lấy hơi. Và em thì tuổi còn nhỏ, sức còn trẻ, mà em gồng được đủ một bài hát như vậy, gần cuối em mới bị lơi cái hơi thở một chút xíu. Tôi thấy vui bởi vì tôi đã gặp lại Trung, một chàng trai đẹp dần trong mắt tôi qua các câu hát. Thậm chí thì một lúc thì tôi thấy em đẹp trai nhất trong cuộc thi luôn. Với quan điểm và tai nghe của tôi thì thấy hôm nay là em giữ vững phong độ, một bài hát hay, tuyệt vời như vậy. À, về Trang thì giọng vẫn tình cảm, vẫn hay, nhưng mà làm như cái cột hơi của em nó vẫn bị đung đưa. Em lấy hơi bằng ngực nhiều quá, phải lấy hơi ở dưới bụng thì mới giữ được cột hơi. Là những cái câu mà thí dụ như cái nốt thấp mà nó giữ không được, lấy, nó phải cần giữ lấy cái hơi nhiều, hơi ngực bị... Còn mà bình thường thì mình sẽ hát hơi bụng. Quan điểm của tôi là một cô bụng còn một cô ngực, hai cô cứ cãi nhau mà tôi không tham gia đâu. Đúng là cái cột hơi của em chưa có được chắc lắm. À, bởi vì hồi trước giờ em chỉ toàn hát theo bản năng thôi, là có sao hát vậy, là mình lấy hơi như lấy hơi lung tung á, cho nên là rất là dễ bị phô và dễ bị lạng trong bài hát. Nãy mà em hát cái bài Xin Vẫy Tay Chào ở đây, chị Phi Nhung thấy cái câu điệp khúc, em có thể em bị hơi bị lạng một chút thôi. Nhớ hay thương mình cũng xa rồi, khi nào mình chung đôi. Em hát lại một cái câu này cho chị Nhung nghe thử. Nhớ hay thương mình cũng xa rồi. Cái này thì chuẩn nè. Ở đây cái cách diễn xuất của em, khi mà em hát thì em diễn vẫn còn được nha, mà cái solo là em diễn, mình diễn luôn, mình giống như là mình tập võ thì không được. Bây giờ em tập nó nhẹ nhàng lại, đừng có mạnh, đừng có bạo lực quá. Cô muốn nghe nhẹ nhàng, khi nào cô đi nghe Quang Linh hát nhé. Đây là thần tượng một ca sĩ khác đó, nên cứ như vậy đó, bỏ đi. À, anh là cái người mà kỵ những ai mà bắt chước lắm. Nhưng mà anh nghĩ, suy nghĩ của anh thì anh thấy trường hợp của em là vì nó đúng cái tần số đó thôi. Anh nghe và anh phân tích kỹ thì anh thấy không có giống gì cả. Thứ nhất anh Đan Nguyên rất là đẹp trai. Và khi mà em này bước ra là tôi chẳng để ý gì cả, thậm chí nhìn em còn xấu nữa. Nhưng mà tự nhiên sau khi em hát xong thì tôi thấy em đẹp. Cái này tôi không phải nói quá, nhưng mà khi tôi lên sân khấu tôi hát cũng rất nhiều người khen tôi đẹp. Nhưng mà gặp tôi ở sân bay với ngoài đường thì bảo là Quang Linh đó hả? Trời ơi, Quang Linh gì kỳ vậy? Ngoài luồng mà xấu quá vậy? Không, người ta không có tin. Nói điều đó để thấy là cái người ca sĩ khi cất tiếng hát mà hát hay á, tự nhiên mình sẽ thấy họ đẹp dần lên, họ đẹp 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 khủng khiếp. Và bây giờ thì cô Quỳnh Trang ở đây thì bây giờ là tôi thấy cô là diễn xuất cái bài này hay, nhưng mà cách hát thì là không bằng được trước, lãng cũng nhiều. Đến với cuộc thi solo cùng bolero này là thật sự là một chặng đường thử sức, là một bước ngoặt rất là lớn với em, bởi vì
Rất là nhiều khán giả biết đến em qua những MV trên YouTube. Đó là những bản thu âm thôi, nhưng mà khi đến đây thì mình phải hát live thật sự. Đây là một bài học rất là lớn và một trải nghiệm rất là sâu sắc đối với em. Dấu tình sầu hôm nay đã nói quá nhiều về những chia ly, đau khổ. Nhưng giờ đây, chúng ta hãy cùng thắp lên cho tim một vì sao hy vọng, để dẫu có đằng đẵng cách xa thì chúng ta vẫn vững lòng nghĩ về nhau và tin vào một ngày tái hợp. Như câu chuyện của anh chàng tài xế Thiên Bảo, đã đi hát từ những năm 2000 nhưng vì biến cố gia đình cho nên anh phải về quê. Hay như câu chuyện của cô giáo dạy nhạc Minh Nguyệt, vốn được biết đến với những ca khúc cách mạng hùng hồn, nhưng giờ đây với một niềm tin đủ mãnh liệt, họ đã lại được hòa hơi thở của mình trong những giai điệu bolero. Người về một mùa thu gió heo mây, về đâu con nhớ chăng những vì sao long lanh, đưa tin người một đêm không trăng, nói sao nên lời, lòng buồn như ngừng rơi, như trong đêm khuya những bước chân qua tìm người, niềm thương nhớ vô vàng. Người về đường về kết gió trăng sao, người đi có biết chăng trong chiều nay bơ vơ, nghe lá thu vàng rơi bâng khuâng, bước chân ai về chừng thời gian ngừng trôi, như quên đêm khuya để gió sương theo thù thầm làm ướt áo vai gầy. Người về chiều mưa hay nắng, sao để khói lam chiều như xe trùng màu không gian. Người về dòng sông thương nhớ, để bên vắng con đò thương mong chờ, người người hai trăng. Người là vì sao nhỏ bé, ta mãi ước cho lòng là một bầu trời xanh xanh. Người về lòng ta thương nhớ, ta khẽ hỏi đường người về, hay thầm người đưa ta. Người về, người về đâu nhớ ta chăng? Người ơi, mỗi lá thu rơi làm ta bâng khuâng, như áng mây chiều làm trong sương, bước đi âm thầm lòng buồn như chiều rơi, nghe trăm thu ơi để lá rơi chi hoài, người niềm thương nhớ ai nhiều. Bước đi âm thầm lòng buồn như chiều rơi, nghe trăng thu ơi để lá rơi chi hoài, người niềm thương nhớ ai nhiều. Rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Thiên Bảo thì khi mà em cất cái tiếng hát đầu tiên, thường người ta cất giọng cao mới được vỗ tay, nhưng mà em hát giữa người về được vỗ tay luôn, vì quá trầm, quá thấp nhưng rất là dày, rất là đẹp.
Minh Nguyệt thì khi cất tiếng hát cao cũng được vỗ tay luôn. Cái đó là những cái điều mà Phương Thanh nên bất cứ ai cũng thích những cái điều đó nhất. Và các bạn là có một cái phong thái rất là chuyên nghiệp. Chúc mừng hai bạn, chúc mừng có tiếp một thành công. Xin cảm ơn. Rất là xúc động và thực sự là Bảo đã rơi nước mắt. Rơi nước mắt là bởi vì cái sự cố gắng của mình khi mà để hoàn thành được cái ca khúc đó. Thì Bảo đã rất xúc động. Nhung ngồi thì Nhung rất là ngạc nhiên. Thiên Bảo làm cho Phương Nhung ngạc nhiên vô cùng và ngưỡng mộ. Mình cảm giác giống như là đây là mình ngồi mình thưởng thức người bạn đồng nghiệp của mình hát, chứ không phải là một cái thí sinh để mà mình ngồi mình soi, để mà mình góp ý. Minh Nguyệt cũng vậy, cũng giống như là chị Phương Thanh nói, bạn hát giống như bạn đang kể chuyện vậy đó. Nó khác, cái tôi nói là tập trước với tập này nó khác hoàn toàn. Khi bước lên sân khấu thì hầu như mọi lo lắng đều mình đều tan biến hết. Và mình chỉ nghĩ rằng là mình có thể là thả hồn vào bài hát và hoàn thành một cách hết sức có thể. Bởi vì mình không biết được rằng mình có được chọn hay không. Cho nên là mình hát hết mình giống như lần cuối cùng được lên sân khấu vậy. Tôi sẽ gặp hai người này. Đầu tiên tôi thấy bên này gì nhận xét thì Thiên Bảo mặt không vui. Có lẽ là đối với bạn ấy, bạn không thích khen mà thích chê. Vâng, ngay sau đây tôi sẽ chê. Vâng. Anh muốn là Bảo bớt lơi lại một tí. Tại vì nếu như cả bài mà em lơi á thì nó sẽ bị nhão đi. Từ số trước và số này thì anh nghiệm ra là Bảo hay hát dính từ với nhau. Người về một chiều thu gió heo may, về đâu đó. Về đâu con nhớ chăng những vì sao long lanh. Chắc không phải là về đâu đấy. Tại vì cái nốt người ta viết, người ta trăn trở rất là kỹ và thấy một cái sự bao la, một cái quãng đường dài để mà đi về. Còn trường hợp của Nguyệt thì cái bài Hoa nở về đêm này á, thực sự cái bài này trông thế thôi nhưng mà nó khó lắm. Nó khó trong cái cách chia câu. Tại chia mà nó đẹp á, thì rất là khó lấy hơi. Mà nếu mà chia cho dễ hát á, thì tự nhiên nó bị chặt khúc rất là nhiều. Ví dụ ở đây có một cái câu rất rất là rõ ràng là: nhưng có mấy người tìm được một, sao em lại ngắt đi, tình yêu ngát hương. Nhưng có mấy người tìm được một tình yêu ngát hương. Chỗ này em phải luyện sao để hát thành một hơi thôi thì nó sẽ đẹp hơn.